Akinatori là một tựa game có thể đọc được suy nghĩ của bạn. Cái gì? Một tựa game có thể đọc được suy nghĩ của mình hả? Trời ơi, đúng là trò con nít. Ai mà tin mấy cái này đúng không? Thôi rồi, bây giờ mình sẽ chứng minh cho các bạn biết đây là một trò chơi lừa đảo. Xin chào, cậu biết tôi là ai không? Làm sao biết được? Xem ai đang hỏi tôi kìa, chẳng phải là anh Đào đây sao? Hay còn có một cái tên gọi khác, Sammy Đào. Cái tên này có thể biết tên mình và tên thật của mình nữa? Hả? Ủa? Sao camera đây vậy? Camera quay lén hả? Cái gì trời? Akinator là một tựa game có thể đọc suy nghĩ của bạn và tất cả những gì bạn nghĩ, kể cả bí mật thầm kín. Và hôm nay mình sẽ thử chơi trò chơi đó để xem coi nó có đọc được suy nghĩ của mình không nha. Ok bạn ơi, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với tựa game Akinator, một tựa game nghe đồn là có thể đọc suy nghĩ của các bạn. Để xem coi cái tựa game này có suy nghĩ được những gì tôi suy nghĩ hay không. Nghe đồn nó dữ lắm các bạn ơi. Trời ơi. Và trước khi bắt đầu video này, mình muốn cho các bạn biết đó chính là mình có một vị khách vô cùng đặc biệt để mời trong clip này. Các bạn dùm mấy giây nhạc đi. Và đó chính là vị khách. Và đó chính là em gái mình. Mình làm sai thì em gái mình có thể thấy được mình ra từ từ. Em cúi xuống miếng nha, em cao quá em ơi. Đây nó hơi ghê quá nha, thôi em đứng đi nha. Cùng chơi mình nha, chứ mình chơi mình hơi sợ bạn. Tại vì tôi game mà có thể đọc được suy nghĩ của mình mà đúng không? Để xem coi nó có đọc được suy nghĩ không nha. Ok, bắt đầu thôi. Nhân vật của bạn có làm về video chơi game không? Ủa sao? Sao mới đầu cái biết mình chưa hỏi cái gì mà nó hỏi đúng trọng tâm luôn á. Mình chơi game nè. Ê ghê quá vợ. Có nha, nó biết mới nó biết mình luôn á. Nhân vật của bạn có liên quan đến màu xanh dương không? Không, đây là Misumi bạn ơi. Không nha, đó là em gái tôi rồi. Nhân vật của bạn có liên kết đến màu đỏ không? Không, đó là cây gòn. Trời ơi, xin mà sao đoán lộn vậy. Này sai sai nha. Nhân vật của bạn có phải là nữ không? Có, I'm a woman, nữ nha. Nhân vật của bạn có phải là người Việt Nam không? Có, tôi là người Việt Nam mới đẻ da vàng. Nhân vật của bạn có liên quan tới cá mập không? Sao nó biết? Làm sao nó biết mình thích cá mập vậy? Ê hay quá vậy. Ê mới hỏi mấy câu mà lòi ra cá mập liền nè. Có. Nhân vật của bạn có linh vật tên là Sam không? Ủa linh vật mình đâu phải tên Sam đâu. Linh vật mình là cá mập. Nhưng mà tên Sam có tên Sam. Sammy Đào. Sam. Hay quá vậy. Màu sắc yêu thích của nhân vật bạn là màu tím phải không? Ê có nha. Từ tím cũng có. Kurumi màu tím. Ê cũng có nha. Ủa sao trên Sammy Đào mà dưới là Blackpink Jisoo là cái gì? Ê đúng, Sammy Đào nó đoán đúng nhanh luôn á. Ê mà tao hơi cũ thôi nhưng mà đúng. Một cái là tại sao ở dưới là Blackpink Jisoo vậy alo? Ủa hóa ra mình là thành viên thứ 5 của Blackpink. Ê đúng nha, hay quá vậy. Trời đất ơi là trời. Trời rồi, này là nó quá dễ, nó biết mình rồi. Nó biết mình quá, bây giờ mình thử có cái câu là cho nó khác biệt. Cái coi từ từ phải hỏi cái gì đó ta. Phong cận đi nha, phong cận thử đi nha. Coi nó đoán được không? Không phải. Để coi nó có thực sự game không? Nhưng mà bạn có chơi game trên YouTube không? Có. Nhưng mà có bạn có con không? Không, chứ có con. À có con, có con rồi nha, nhưng mà con chó. Đó nhà mình có con, nhưng mà con chó. Nhưng mà các bạn liên quan màu xanh dương không? Có nha. Ê, nhưng mà bạn về Mỹ không? Không. Nhưng các bạn phải nữ không? Không. Sao nó biết cá heo luôn vậy? Sao nãy đoán cái mập đó, nó đoán cá heo luôn vậy? Alo. Ê, nó đọc được suy nghĩ thật á. Nhưng mà các bạn có đôi môi to không? Có bạn ơi, môi bông dày lắm. Trời ơi. Nhưng mà bạn có đi xe máy không? Có. Xe máy ai không đi? Có. Nhưng mà bạn có ô tô không? Không. Phong cho có ô tô. Mình thì có ô tô rồi. Nhưng vật bạn luôn đeo kính râm. Từ từ kính cận thôi. Kính râm không nha. Không. Nhưng vật bạn có thì là kẹo. Có chứ. Vì đó là anh Phong Cận TV. Có. Ê nó biết không vậy? Nhưng vật bạn có vẽ truyện tranh không? Không. Không vẽ đẹp. Nhưng vật bạn có biết cái này không? Biết không? Biết luôn. Rồi bắt đầu một suy nghĩ rồi. Nhưng vật bạn có em trai không? Có. Mời ngay từ cái câu mà có hỏi cận hay không là chị nghĩ là người ta biết là gì là sao mà. Thì để xem coi nó đang hỏi nè. Nhưng mà bạn có em trai không? Có. Nhưng mà bạn có phải người thông minh không? Không. Phải người thông minh không? Thôi có đi chị, coi như là mình chê người ta được, người ta dễ thương mà. Nhân vật bạn đấy bắt đầu nó hỏi tào lao các bạn. Nhưng mà bạn có biết Separa gì đây không? Biết nè. Đó, nó bắt đầu rối rồi mọi người ơi. Nhân vật bạn có nổi tiếng với việc làm video TF2 không? Không biết nè. Đó, nó bắt đầu nó không biết phong cận rồi. Nhân vật bạn có sợ độc đất không? Không biết, mình không
không biết, nó không đoán ra được đúng không? Nhân vật bà có lướt trên tàu không? Không. Rồi xong, ông này bắt đầu không tìm ra được cái gì nào. Ông này là đồ dởm nè. Hỏi hai câu nó không biết, nhưng mà bạn có phải là từ trò chơi đối kháng không? Không. Ủa sao nó hỏi gì kỳ quá vậy ta? Nó không biết không tận thật rồi. Nhưng bạn có một đoạn không? Nó hỏi chơi thôi, nó hỏi chơi cho con thôi. Nó bắt đầu nó hỏi tàu lao nè chị ơi. Nhân vật bạn có bao giờ bị mù chứ? Không cần tí gì vậy, không mù tí gì luôn á. Không, ông nội, em hỏi cái gì á? Chết, ông này không biết. Nhưng mà bạn có phải là ngân chay không? Không. Rồi xong nó hỏi quá trời luôn nè. Nhưng bạn có liên quan đến chuyện bắn súng không? Không. Ê, ông này bắt đầu tào lao rồi. Ra được mà sao nó để hình thế ghê quá. Sao nó để hình là vậy? Từ sao nó để hình này là xấu nhất. Ít nhất là phải 5 năm trước. Hình này là hình mà tôi thấy ông không cần cắt cái tóc xấu nhất. Tôi từng biết từ sao nó ác quá vậy. Có địa hình mình là nó đẹp lắm. Rồi, trời ơi, nó nghe chưa? Người ta hỏi đến cái chỗ kiểu có bị cận hay không. Là người ta ra đồ mấy cái kia. Người ta kiểu giả vờ để cho em kiểu cho em chơi, em vui thôi. Thiếp, bây giờ em nghĩ là không nên hỏi con người. Nên hỏi con đầu thử qua. Con đâu biết được con đầu không ta. Con đầu mới khó. Thì nghĩ ra hỏi được con đầu không ta. Đầu là nó khó đó. Chứ con chị người cũng không biết nữa. Rồi đây. Đầu thì chỉ bọn mình biết thôi à. Không, lỡ con nó biết được. Để thử hỏi con đầu quay. Nhưng bạn có liên quan tới cá mập không? Không. Ủa sao tự nhiên nhắc đến cá mập vậy? Nó biết em rồi, nó biết em luôn á, nó quá trời luôn á. Biết là em đang hỏi luôn á. Ồ, nhưng mà bạn làm video về game không? Không. Thử coi hỏi con đậu được không? Hát trên sân khấu con đậu nó cũng hát nhiều lắm mà, nhưng mà không hát được. Đậu sủa chứ đậu. Sủa đó. Có phải là người, có phải người thật không? Không đúng không? Không. Nó là chó mà. Nhưng bạn có thể là kinh dị không? Không. Không con đậu mà nó kinh dị nhất lúc nó đi ỉ bạn. Kinh dị gặp nhà mà nhưng mà nó ỉ là mình lau thấy bà nội luôn. Nhưng bạn có phải từ trò chơi không? Không. Con đậu luôn ngoài đời mà. Nhân vật bạn mặc quá không? Có đâu? Không, nhưng bạn đậu thật ra là nguyên gốc đó, nó không mặc quần áo. Không, nó phải là không. Đúng rồi. Nhưng của bạn có phải nhân vật trong phim truyền hình không? Không. Con mình là con chó nha. Nhưng mà các bạn có lộ mặt không? Từ con chó thì sao có mặt ta là lộ không ta? Nếu mà lộ mặt là có tính là con mặt con chó tính là đậu lộ mặt mà, đậu đâu có che mặt đâu. Rồi, nhưng các bạn có luyện tập môn thể thao đối kháng không? Không, nó ở nhà nằm ngủ. Nó chỉ nằm ngủ mày. Trời ơi, nhưng mà có chân không? Có. Trời ơi, con đậu nhà mình là nó không, nó chỉ ăn mới ngủ chứ không tập thể dục luôn các bạn. Nhưng vật của bạn thực sự tồn tại không? Có. Ê, nó khó đâu chị, nó không biết được, nó không biết được, nó không thể nghĩ ra được. Nó không nghĩ nó được. Không. Nhân vật bạn có bốn chân không? Oh my god, nhân vật bạn có bốn chân không? Trời sao nó biết rồi? Ê, nó biết rồi. Có chết nha, nó biết rồi, nó biết rồi. Nhưng các bạn có khi so sánh với một chú chuột lang không? Ê, cũng có nha, chó mình cũng là ê cũng giống mà đúng không? Không, chó sao lại bị so sánh với capybara được? Màu không đúng không? Không. Nhưng mà bạn có con màu nâu không? Không. Ui gật biết đó nào, nó biết con chó đó. Ủa đậu của em màu nâu mà. Ủa màu vàng mà chị, nó là màu vàng á. Con em là vàng vàng cam chị, nâu khác chị. Trời ơi, chị quên con em rồi hả? Trời ơi. Chị nói. Trời ơi. Nâu sáng, chị tưởng nâu màu vàng. Nhưng mà của bạn có đầu của động vật không? Đúng. Có đúng không? Nó là đầu động vật mà. Có. Có. Rồi nó đâu mà sắp biết rồi đó. Wow, nó biết. Đồ vàng đi cho ăn đậu này đậu ơi. Con bị theo dõi này đậu ơi, chết rồi. Chuyển nhà thôi. Không ổn. Rồi, em nghĩ là phải chuyển nhà thôi, con này nó biết tên, biết tuổi em rồi, cũng biết con chó nhà em nữa. Trời ơi đậu ơi, sợ quá. Thôi phù phép nha đậu ơi. Đậu ơi sợ rồi. Nó mốt con được ra ăn cocky là thôi quá ghê rồi. Nhưng mà bạn lấy qua meme không? Có nha, nhưng đậu thì mình có meme nhiều không ta? Không biết đi. Không biết đi ha, mình không biết đi. Đậu chó. Ê nói nghe, tội người ta vậy con chó rồi con đậu. Trời ơi, không lẽ con chó đầu mèo? Trời ơi, cái gì vậy trời? Đầu chó có, đúng rồi, là con chó đó đang xác định con chó. Nhưng mà có nổi tiếng trên internet không? Có nha, đậu rất nổi tiếng lắm. Đậu là idol mà nó idol, đậu thúi mà. Trời ơi, nó rất là nổi tiếng, có nổi tiếng nha. Wow, ê, từ, con em coi nó có đuôi. Đậu gì đấy? Rocky nhà mình là giống chó đâu có đuôi đâu các bạn, nhìn nè. Là có đuôi đâu, nó đâu có đuôi đâu. Trời ơi, không có đuôi á. Nó là Rocky, không có đuôi. Nó không có đuôi. Giờ sao ta vậy, em có nên có đuôi không? Có đúng không? Vì là không đúng không? Rocky có đuôi không? Chị hoang mang vậy. Rocky là loại gì ta, gọi là gì ta? Có loại có đuôi, có loại không có đuôi. Nói chung là con em không có đuôi. Giờ là nên cho đuôi không? Không có đuôi thì là không.
Không có đuôi đi. Nhân vật bạc có bị ẩn không là gì? Bị ẩn là sao? Danh tính, danh tính chắc có bị ẩn không? Nó được tràn lan trên mạng bạn ơi. Trời ơi, ác quá. Ác quá, chua. Cái này ông là ác nha. Ác quá, chua. Chù người ta, còn sống sờ sờ vậy ba. Không, nhân vật bạc là tay chó. Hỏi con chó. Rồi hỏi chó rồi đó. Rồi còn hỏi con chó tay chó. Giờ chó là tay mèo hay là tay lợn cái gì đó. Có, con tay chó. Nhân vật bạn sống ở đất nước của bạn. Đúng rồi, nó đang sống ở Việt Nam, nó đang sống ở đây bạn. Đang sống cùng luôn á trời. Đúng rồi. Cái gì vậy? Eo. Trời ơi, sao chó em màu vàng ra đây, màu đen vậy? Ê, phải con chó nhà em không? Nói chung là cũng khó lắm bạn. Nếu mà đón được chó mình thấy nó ghê quá. Tại con đậu chưa nổi tiếng đến mức đó. Rồi, giờ chị có muốn thử coi nó đọc được suy nghĩ chị không? Chị muốn đọc chị hay là chị muốn đọc con kẹo? Chị à, tìm được kẹo không? Chắc kẹo á, ok không? Kẹo đúng không? Thôi kẹo là mình cho động vật là khó nhất. Tại vì thực ra là chọn cười thì nó chơi dễ. Nhân vật bạn có trên chơi game không? Kẹo chơi game không? Kẹo có hai cái cạnh trên bé xíu bé xíu. Mình không bấm được cái nó. Con kẹo làm biết chơi game. Nhân vật bạn biết chiến đấu không? Có, em thấy nó giật dữ lắm. Con kẹo chỉ quan nắng. Em bé là nhân vật lắm. Có bạn có đi bằng hai chân không? Có nha. Có. Nó là... Ủa anh, nó là vẹt, nó có phải người đâu. Ờ, quên, nó không phải là người bạn. Quên. Nam không? Không biết đúng không? Không biết. Thật ra là không biết nó là cái. Rồi, nó bị đoán là con vật rồi kìa ơi. Rồi, đúng chưa? Nó ghê rồi. Nó quá ghê rồi. Không. No, mèo nó cái gì? Màu nâu không luôn. Nó xà lè luôn. Con kẹo xà lè đó bạn. Bộ lông màu trắng. Ê, lông. Người ta màu xanh nha. Màu hồng không? Tao. Con chim. Con chim cứt cứt từ từ tăng 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 tăng. Trời ơi, nó ghê quá. Quá ghê các bạn ơi. Có. Sợ nha. Sao chưa gì đã sai con chim vậy? Con cú không? Cú không. Bay vậy có. Con kịp biết có nhưng mà tại vì cắt nên vậy ta. Ờ lộn ba. Vẫn bay được nha em. Có. Vẫn bay được. Trời ơi. Bay biết bay các bạn ơi. Anime. Đang làm người thành anime luôn vậy. Kẹo của chị không phải anime, kẹo của chị là Duolingo. Đúng rồi. Duolingo đúng rồi. Nhân vật bạn có thật không? Có. Đánh nhau với kiếm không? Ý trời, kẹo nhà tôi ngoan lắm. Đúng rồi, chỉ giật lông thôi. Không. Ê, có loại chim nào biết bay à, biết bơi hả? Em không biết, cái đó là chịu luôn á. Không biết luôn á. Anh ấy có bạn gái không? Oh my gosh. No. Không. Ê, nhân vật trong bộ phim Duolingo thì có tính không? Không, nhưng mà bạn uống nhiều nước không? Con kẹo uống nhiều nước không? Không, kẹo uống ít lắm, kẹo uống ít nha. Chắc uống mấy giọt ha. Nhân vật bạn phản sóc không? Cái gì vậy? Có phải cái đó ngày xưa đâu. Nhân vật bạn có khả năng đọc được tương lai không? Cái con ước gì kẹo có thể đọc được. Con chim mà đọc được tương lai thì cũng ghê đấy bạn. Nhân vật bạn có liên quan đến giải đua không? Không. Không. Ủa sao nó đọc được? Đọc được con vẹt luôn á. Mặc dù là cái hình nó không, nói chung là đây là một giống vẹt khác. Nhưng mà nói chung là biết là con vẹt luôn á. Wow. Oh my gosh. Oh my gosh. Có phải kiểu có nhiều loại chim lắm mà ta. Sao nó biết là con vẹt luôn. Sao nó kết quả luôn này khách vậy? Ê, hay quá vậy. Nhưng trời ơi, chim sẻ là chim đại bàng này. Chim cánh cụt này, bao nhiêu loại như thế không ra. Ra đúng loại vẹt luôn. Ghê quá trời. Ê, khoan, sàn. Yeah. Cái ông này, ông ấy có là theo dõi em cũng nghi rồi, cũng dạng là phải đặt camera trong nhà mình đó chị. Em nghĩ là phải cỡ vậy luôn á. Ghê quá. Từ có cái gì nào hỏi khó không ta? Giờ hỏi mà Simi chắc cũng bị dễ. Từ để hỏi thử em gái em coi còn có dễ không. Simi dễ quá, dễ lắm. Để xem coi bao nhiêu câu. Vài câu là ra luôn. Thế à, nó đọc cái hai câu là biết ra được có phải người Việt Nam không. Đúng rồi, phải YouTuber không. Bây giờ chị em mình chơi gọi là gì ta, solo thử xem là trong bao nhiêu câu. Đúng rồi, ông nó biết sẽ đoán ra. Câu thứ nhất ở đúng rồi, là câu thứ hai nó đúng rồi nè. Không, em đoán thử xem là bao nhiêu câu ông này đoán ra. Simi chắc là 5-6 câu. Em khoan, sao xanh dương luôn đấy. Ủa thì má. Không, sai nè. Cái heo là không trông cực rồi, sai nè. Phong rồi, đây là Phong rồi. Có. Ê, đúng rồi. Đúng rồi, ê. Ôi trời ơi, dưới 10 câu. Sao? Tính ra cái này rồi. Mà tại sao nó biết? Nó xin lỗi. Trời ơi, đọc cái này sổ hả? Sao nó biết nó xin lỗi? Câu này sẽ khá là, mình khá là lắng sợ nha. Tại vì thực ra nó chỉ hỏi tên thôi chứ nó không nói là bà có chị em xin đôi không. Ê, sao nó biết có chị em xin đôi? Là ra luôn đấy. Có. Ê, Simi hài mà, Simi hài xỉu đấy trời. Nghệ thuật hả? Không đúng không? Nghệ thuật không. Là có, tại vì
sim cũng nghệ mà, sim vẽ và các thứ đẹp mà. Không, nghệ thuật thì là muốn là nghệ thuật nhiều hơn, nhưng mà em nghĩ là thôi mình cứ không cái đi rồi coi nó có khó miếng nào không, thử đi. Ok chứ có mình. Nhiều quá nó đoán là nhanh đó chị. Oh my god mèo rồi đó, không còn cái gì để có thể cái gì mình nữa. Nhưng mật bạc đấy từ Ali gì đây không biết, là không biết Alibaba từ Alibaba không à? Không em ơi, em nhìn biểu cảm của ổng đi. Trời ơi chiều quá là biết rồi, chơi với em thôi. Trời ơi biết rồi, nhân vật bạn kết hôn chưa. Nói chung là nhìn hai người này cái Ron Simi như là cưới rồi, bạn yêu nhau sáu gần 6-7 năm rồi đó. Nhưng mà chưa kết hôn. Cô gái mèo, cô gái mèo là sao ta? Ông Simi có phải mèo đâu. Cô gái mèo nghe không? Trả lời không cho nó khỏi. Ôi dồi. Ủa mà từ sao mọi người hỏi eo trừ là em hỏi Sim với Phong là ra hình, còn em là ra hình anime là sao ta, cay quá vợ. Từ từ em hỏi thử chị nhá. Hồi trừ em là hình hình hoạt hình. Em mình là hình hoạt hình. Chị coi ra hình hoạt hình hay là chị thật nè. Nãy nó ra mình là hình hoạt hình thôi chứ không ra mặt người. Nhưng mà bạn có sống ở nước nào bạn không? Có. Rồi. Có chưa? Không. Có thể là có. Em nữ mà. Nữ. Nhưng mà có biết bạn không? Có. Ê sao hỏi mấy câu mà nó sao nó biết người ta. Nhân vật bạn có biết bạn không, như kiểu thể là kiểu như nó khoanh vùng nó. Không, nó giống như là nó biết em ở đâu, nó làm cái gì, nó biết em làm sao. Không, luôn á chị. Nó lắp cả... biết em là ai, em đang làm gì, tại em ở đâu, ai đang hỏi cùng em. Trời ơi, nó biết chị, nó biết chị ở đây luôn á, sao nó biết được ta. Ê, nó ghê quá bạn. Cái này là đúng nghĩa là ghê là đọc suy nghĩ bạn. Em là rất là đọc suy nghĩ mình luôn nha. Sao nó biết xuất thân. Nhưng mà bạn có xuất thân từ gia đình không? Ủa là sao? Xuất thân từ gia đình là sao? Có chứ đúng không? Ê, có chứ. Có. Không. Chị nghĩ là ở gia đình bạn. Gia đình bạn. Em trai của bạn. Đúng rồi. Không. Xuất thân gia đình bạn không. Bạn có phải lòng nhân vật của bạn? Có bạn phải có lòng yêu thích nhân vật của mình không? Ủa là sao? Có ai không, nhưng mà là sao? Không biết từ đọc không hiểu chứ chưa. Cái từ này khó quá. Nhân vật bạn bằng dạ, tuổi bạn. Có em bằng tuổi sao? Em hai cao mốt chị, hai cao mốt hả? Trời mà tim chị đi. Thôi chị ơi, chị đừng nói dối người ta nữa. Nhân vật của bạn đang nói chuyện với bạn không? Ê, sao biết hai chị mình nói chuyện? Rồi. Ê. Ta Mui đang dùng gọi là gì? Dùng tương thông với Sam chứ Ta Mui cũng có nói chuyện với Sam đâu. Nó còn biết là mình đang ngồi nói chuyện mà Mui dù không có cái gì cách để gì để biết luôn á. Đó. Ê, nó giống như là nó đang đặt camera quanh nhà em, nó biết nó nói chuyện á. Nhưng bạn có giáo viên không? Không. Nói là cái toán mới sợ nè. Nhưng bạn có cùng ông bà không? Không. Không phải không. Người nhà, không phải người thân, không phải người thân. Nhưng bạn có nuôi thỏ nuôi không? Thỏ. Không. Không, em không. Thỏ. Nhưng mà em bạn thỏ mà có dài không? Không, họ ngắn lắm. Họ ngắn lắm, họ không dài. Ta có hai chữ à. Chị họ vú mà có hai chữ ngắn xỉu. Không, em hiểu từ này là từ họ nói chiều cao quá chị. Họ dạ. Có dài không? Họ có dài không là họ có cao không ấy. Em hiểu nhầm chị, em xin lỗi. Họ có dài em không? Đúng đó, em. Nhưng em mà họ đúng có dài không mà chị? Là chiều cao quá chị. Không. Ê, sao nó biết hay vậy ta? Em mà trả lời câu này cao, đau lòng quá. Chị cao 1m7 đó em. Chị cao 1m7. 1m7 mà chặt xuống 1m7. Không. Nhưng mà bạn trên 21 tuổi không? Có. Thực ra mình cũng có mà bạn mình cũng trên 21 tuổi rồi. Nhưng mà bạn có biết tên bạn không? Có chứ. Có chứ. Nhưng mà bạn có phải thành viên trong gia đình bạn không? Không. Không. Sao ông này cứ nghĩ là thành viên gia đình bạn? Nhưng mà bạn có được làm bằng mực phải không? Không. Ê, bắt đầu khó rồi đó. Nhăn mặt rồi đó. Nhăn mặt rồi đó. Nhưng mà bạn không. Ừ. Khó chịu rồi đó, khó chịu vô cùng. Nhưng mà bạn có sống trên đường phố của bạn không? Ủa, hay quá vậy? Cái này không... Ê, cũng đúng mà, chị sống ở gần khu em, là đường phố của bạn rồi. Ê, cũng ghê á, nhân vật bạn có này, cha không? Này á, bây giờ mà tôi được gặp ông nha, tôi quýnh ông nha. Mày không từ nãy giờ ông là ông thích, ông bảo đậu là có đai không này, xong bây giờ bảo... Thì người ta hỏi thôi, người ta này. Hỏi thôi. Nhân vật bạn có cho... Cái gì đây? Ủa cái gì đây chứ các bạn? Em chịu. Cái này là hỏi sao ta khó quá. Nhưng mà bạn có chạy xe máy không? Có nha. Rất chạy nhất nghèo. Có bằng xe máy hả? Có bằng xe máy luôn. Nhưng mà bạn có ám ảnh bởi ngựa không? Là cái gì nữa? Ê, hỏi khó nè. Không hiểu gì hết trơn. Là sao ta? Theo dõi được ba hết. Để xem thôi. Không tin. Cái game này nó quỷ lắm. Không.
Có, thấy chưa? Nó trở lại rồi. Có chưa? À. Có chưa? Nãy lỗi thôi. Nãy chắc là bị mù mờ thì đấy rồi. Nhân vật bạn có từng là bộ trưởng. Bộ trưởng gì? Bộ trưởng bộ ngoại giao cái bra hả? Xanh dương không? Nào. Xanh lá cái sợ nè. Ê, hình như là cứ nhắc đến YouTuber nè, xong rồi thì nhắc đến đấy thì sẽ là Minecraft này, thì người ta sẽ nghĩ màu xanh dương thật luôn á. Màu hồng không? Hồng không, không phải Mimi màu à. Màu tím không luôn. Nhân vật xanh số 4 không? Chị thích số... No. Số của tôi là 7 nha. Nhưng mà bạn có nhảy trên sân khấu không? Không. Có nhảy nhưng mà có, thực ra tin có nhảy mà. Nhưng mà nhiều thì không, người ta đang hỏi nhiều mà đúng không? À ok ok. Đúng rồi, mình làm wow! Chị ơi, đúng rồi. Có nốt ruồi trên mặt không? Ủa nốt ruồi thì ai chả có nhở? Không, chị không em. Chị không luôn hả? Chị không có nốt ruồi trên mặt em. Chị có simi là nốt ruồi quá rõ với cầm nè. Có em, có wow! Em. Rồi, xong rồi. Rồi, xong chị rồi. Tôi đang tự hào là tôi không bị theo dõi sao vậy? Chị đã bị theo dõi. Chị đã bị từ game này theo dõi. Chị bị từ game này theo dõi. Tôi phản đối, tắt một cam. Oh my god, bị theo dõi. Chúng ta đều bị theo dõi bởi game này. Nó còn nói thẳng cả từ sở thích này, xong rồi màu tóc luôn ra, chứ không phải là màu yêu thích nữa rồi. Em nói rồi, chị kiểm tra nhà chị có camera giấu kính không, nó biết gì đó. Rồi. Không biết cái này lắm rồi, không biết rồi. Nhưng mà ba cha là cái gì? Nhưng mà oh! Ê sao kỳ quá vậy, sao ai cũng có hình vậy? Ê ai cũng có hình. Ê thôi từ từ, cay quá vậy ta, từ từ em hỏi nốt cây ron coi. Ủa ai cũng có hình hết trơn á, cây mui tivi nè. Ê ai cũng là hình người thật, ai cũng oh my god, ai cay quá à. Ủa gì kỳ quá vậy? Không có cay đâu đó, có. Ui ê nó hỏi nhanh quá, nó biết nhanh quá. Ra rồi áo khoác mà đó có. Xấu nhất là phong cảnh. Nhưng mà người ta còn là hình thật. Trời ơi, tôi không có một cái hình. Còn là hình thật. Ê là sao vậy? Ê em không có một cái hình đoàn hoàng luôn. Alo Akinator. Oh my gosh. Từ game này mình thấy rất là buồn, mình nó không có ra được hình của mình. Ai cũng có hình đẹp hết. Thôi mình nghĩ là video này thôi, công nhận là từ game Akinator này có thể đọc được suy nghĩ của bạn. Nhưng mà mình không có hình. Ok bạn ơi, bạn thấy từ game này có đọc được suy nghĩ của mình thật sự hay không? Đừng quên cùng với Sam biết nha. Và nếu bạn muốn Sam chơi thêm những từ game như thế này nữa, những từ game đọc được suy nghĩ của bản thân thì đừng quên cùng với Sam biết nha. Và đừng quên nhấn Sam lên 4 chiều dập nha. Sam sẽ 4 chiều dập rồi mọi người. Mọi người đừng quên nhấn cho Sam video này được 5k like nha các bạn. Có bye đâu đó. 3, 2, 1. Quên tạm biệt mọi người, bye. Thật buồn quá, tôi đi về đây mệt quá. Không có ai hiểu được tôi hết. Tôi buồn quá.